Ukraine đã mất nhiều xe tăng và xe bọc thép mới mà phương Tây cung cấp trong cuộc phản công. Tuy nhiên, Nga không có nhiều lý do để vui mừng vì những tổn thất này không nghiêm trọng nếu so với trước đây. Một phương tiện bọc thép bị bắn hạ có thể được sửa chữa hoặc thay thế, tuy nhiên những người lính ngồi trong xe thì không thể. Các phương tiện bọc thép của phương Tây như chiếc M2 Bradley, ngoài khả năng chiến đấu ấn tượng, còn được quân đội Ukraine đánh giá là vượt trội hơn rất nhiều so với xe bọc thép thời Liên Xô ở khả năng giữ tính mạng cho binh sĩ ngồi bên trong. Trong một báo cáo mới của Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh RUSI, hai chuyên gia về chiến tranh trên bộ là Jack Watling và Nick Reynolds nhận định rằng, đối với một đơn vị cơ giới Liên Xô, BMP là hệ thống vũ khí chính, do đó họ xem việc mất BMP đồng nghĩa với mất đơn vị, trong khi quân đội phương Tây coi cơ giới hóa thiết bị như một sự bổ sung cho hoạt động bộ binh cơ bản. Hai người này đánh giá phương Tây rất chú trọng đến khả năng giúp binh sĩ sống sót, ngay cả khi phương tiện bị tiêu diệt trong nhiệm vụ, trong khi các phương tiện bọc thép của Nga nếu bị xuyên thủng thì sẽ là thảm họa đối với những người lính ở bên trong. Theo hai chuyên gia của Rusi, nếu Ukraine vẫn dựa hoàn toàn vào các phương tiện bọc thép thời Liên Xô, tổn thất về nhân sự trong cuộc phản công đang diễn ra có thể cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, số lượng phương tiện bọc thép phương Tây bị hạ ngày càng tăng. Dù có thể bảo vệ được tính mạng binh sĩ, nhưng Ukraine sẽ không thể duy trì lực lượng với tổn thất như vậy. Hai ông Watling và Reynolds lưu ý rằng, những phương tiện này thường bị mất khả năng di chuyển chứ không phải bị phá hủy. Nghĩa là, các phương tiện không nhất thiết phải bị phá hủy, nhưng xích có thể bị hư hỏng khiến xe không di chuyển được và phải được kéo về để sửa chữa. Trong những trường hợp đó, việc thu hồi những phương tiện mà kiếp lái buộc phải bỏ lại có thể gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nếu Nga tìm cách ngăn chặn. Trong một báo cáo hồi tháng 5, hai chuyên gia Watling và Reynolds đã viết rằng, trong nỗ lực của hai bên nhằm cứu kéo các phương tiện bị hư hỏng, Nga có lợi thế hơn vì có thể ngăn chặn của Ukraine bằng pháo binh. Tuy nhiên, tình hình này phần nào đã đảo ngược trong thời điểm hiện tại. Ukraine hiện có hỏa lực phản pháo rất mạnh mẽ, với sự hỗ trợ của đạn chìm do Mỹ cung cấp, đã bắt đầu cân bằng ưu thế và thậm chí có khi còn mạnh hơn Nga. Dù vậy, việc cứu kéo và sửa chữa xe vẫn còn là một thách thức. Trong báo cáo, hai ông Watling và Reynolds lập luận rằng các đồng minh của Ukraine cần đảm bảo có sẵn sự hỗ trợ về công nghiệp để giúp quân đội Ukraine bền vững. Điều này có thể cũng không dễ dàng khi một loại xe không còn được sản xuất và phụ tùng thay thế cho loại xe đó có thể không còn nhiều. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.